Vào ngày 30 tháng 6 năm 1934, tại Đức, trùm phát xít Adolf Hitler đã ra lệnh thanh trừng đảng chính trị của mình, cho ám sát hàng trăm người phát xít mà ông tin rằng có khả năng trở thành kẻ thù chính trị trong tương lai. Các lãnh đạo của Sturmabteilung SA với 4 triệu thành viên đã giúp đưa Hitler lên nắm quyền vào đầu những năm 1930, nay lại trở thành mục tiêu chính. Lúc này, Hitler quan ngại sâu sắc rằng người bạn thân của mình, đồng thời là thủ lĩnh của SA Enstrom, đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính. Những thành viên của SA sau khi đánh hơi được chuyện chẳng lành, thì hàng nghìn người trong số họ đã xuống đường biểu tình bạo động vào đêm ngày 29 tháng 6 năm 1934. Hitler với khuôn mặt căm phẫn đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh SA. Enstrom lúc này có hai lựa chọn. Một là tự sát và hai là bị xử tử. Do từ chối lựa chọn đầu tiên nên ông đã bị bắn chết ngay trong chính buồng giam của mình. Và kẻ tiến đưa người bạn chí cốt của ông trùm phát xít xuống địa ngục không ai khác, đó chính là Hermann Göring, vị thống chế cao cấp nhất của Đức Quốc xã. Vậy gã đàn ông này có gì đặc biệt mà Đức Quốc trưởng tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng đến như vậy? Và tại sao khi mà đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, dưới một người trên vạn người, Göring lại bị Hitler coi là kẻ phản bội, suýt nữa đã phải nhận lấy kết cục giống như người mà chính ông đã tự tay bắn chết chỉ 10 năm trước đó? Hãy cùng với Kiến thức quân sự tìm kiếm đáp án trong hành trình ngược dòng lịch sử ngày hôm nay. Các bạn nên biết rằng, trước khi có thể đạt được sự tín nhiệm của trùm phát xít Adolf Hitler, thì Göring cũng đã phải trải qua một cuộc đời binh nghiệp không hề dễ dàng một chút nào. Hermann Wilhelm Göring sinh ngày 12 tháng 1 năm 1893 tại Viện Điều dưỡng Maribet ở Ozenheim, Bayern. 56 tuổi, Göring được gửi vào một học viện quân sự tại Lichterfelde, Berlin. Và cuộc đời binh nghiệp của ông đã sớm bắt đầu khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ vào tháng 8 năm 1914. Trong năm đầu tiên, Göring phục vụ trong một trung đoàn bộ binh tại khu vực Minus, một thành phố bố trí lực lượng đồn trú chỉ cách biên giới nước Pháp một dặm. Mặc dù chưa kịp làm nên công trạng gì, nhưng ông đã phải nhập viện vì bệnh viêm khớp, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ẩm ướt của chiến hào. Những tưởng số phận của Göring chỉ dừng lại ở việc là một anh lính bộ binh tẻ nhạt, không biết ngày mai sống chết thế nào, thì cuối năm 1914, ông đã liều mạng thực hiện những chuyến bay với vai trò quan sát viên cùng người bạn Bruno Laser của mình. Hai anh lính sau những cuộc dạo chơi trên bầu trời đã bị tống giam 3 tuần để tự kiểm điểm. Tuy nhiên, bản án này lại không được thực hiện, mà thay vào đó, họ được phân công làm một đội của đơn vị không quân FFA-25, thuộc tập đoàn quân số 5. Sau đấy, Göring mới chính thức tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện phi công, rồi được phân công đến đơn vị Jagdstaffel 5. Tiếp đó, ông chuyển sang Jagdstaffel 26 vào tháng 2 năm 1917. Cậu bé sinh ra ở Vương quốc Bayern đang dần đạt được những thắng lợi trên bầu trời nước Đức cho đến tháng 5, thời điểm mà ông được giao chức chỉ huy của Jagdstaffel 27. Göring liên tục giành được những nấc thang mới trong sự nghiệp, và ông kết thúc thế chiến thứ nhất với 22 chiến thắng. Sau chiến tranh, ông tiếp tục gắn bó với nghiệp hàng không, nhưng là với những màn biểu diễn bay lượn trên không và thường được thuê để thực hiện những chuyến bay tư nhân. Tuy nhiên, hàng triệu Reichsmark kiếm được từ công việc này đâu thể thỏa mãn được lý tưởng của một người quân nhân yêu nước. Mặc dù Hermann Göring được biết đến như là kẻ có quyền lực tối thượng ngang hàng với quốc trưởng phát xít, nhưng con đường giác ngộ của ông ta lại cực kỳ đơn giản. Göring gia nhập Đảng Quốc xã vào năm 1923 sau khi nghe một bài diễn thuyết của Adolf Hitler. Thật khó để chúng ta tưởng tượng ra sức hấp dẫn không thể chối từ của ông hoàng hùng biện này, nó khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng giữa lúc dân tộc Đức đang trong cơn bĩ cực của cuộc khủng hoảng kinh tế, cộng với lòng tự tôn dân tộc bị chà đạp bởi hiệp ước Versailles, đã vô hình chung tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho những tư tưởng quái đản.
Adolf Hitler đã vạch ra hình ảnh nước Đức trong tương lai và cách thức để trở thành chủ nhân của thế giới này. Mà điều kỳ lạ là hàng triệu người Đức lại tiếp thu tư tưởng đó một cách cuồng tín. Và Göring cũng không phải là ngoại lệ. Vào thời điểm chùm phát xít trở thành thủ tướng Đức vào tháng 1 năm 1933, Göring đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hàng không, Bộ trưởng Nội vụ Phổ và Ủy viên Hàng không Đế chế. Ngày 30 tháng 11 năm 1933, Göring đã thành lập ra lực lượng cảnh sát Phổ với tên gọi là Gestapo. Nhiệm vụ của lực lượng này là bàn cái chết đến với tất cả những người có âm mưu chống chế độ quốc xã. Hai tháng sau đó, lãnh đạo quốc xã Adolf Hitler đã ra lệnh thanh trừng những kẻ có khả năng phản bội trong tương lai. Người mà ông ta nhắm đến đầu tiên đó là lực lượng SA và thủ lĩnh Ezrim. Vì Hitler xem sự độc lập của SA và thiên hướng từ các thành viên của lực lượng này trong các vụ bạo động đường phố là một mối đe dọa trực tiếp đến quyền lực chính trị mà ông ta vừa nắm giữ. Cho dù Ezrim đã sát cánh cùng Hitler trên con đường chinh phục quyền lực tối thượng. Không chần chừ thêm nữa cho mất thì giờ, chúng phát xít ra lệnh bắn chết người bạn thân ngay trong ngày 1 tháng 7 năm 1934. Sau đó, Göring tiếp tục đích thân rà soát danh sách các tù nhân với số lượng lên đến hàng nghìn người và xác định những ai cần phải bị hành quyết. Đã có ít nhất 85 người bị giết trong các ngày từ 30 tháng 6 đến 2 tháng 7. Cuộc thanh trừng này được biết đến với tên gọi Đêm của những con rào dài. Song song với thời điểm xảy ra sự kiện đổi trắng thay đen ở trên, thì Hitler cùng với các tướng lĩnh của mình đã theo đuổi không mệt mỏi với các chương trình tái vũ trang vào giai đoạn 1934-1936. Nhưng các bạn đã biết, một trong những điều khoản của Hòa ước Versailles được đặt ra kể từ khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất kết thúc đã tuyên bố rằng nước Đức không được phép duy trì bất kỳ lực lượng không quân nào. Chỉ sau khi Hiệp ước Paris được ký kết vào năm 1928 thì máy bay của cảnh sát mới được cho phép hoạt động. Hermann Göring cũng tất bật trong 2 năm 1934-1936 để lo gây dựng không quân. Với tư cách là Bộ trưởng Hàng không Dân dụng, ông đặt hàng cho các cơ xưởng thiết kế máy bay chiến đấu. Việc đào tạo phi công quân sự được bắt đầu ngay dưới lốt ngụy trang Liên đoàn bay thể thao. Đức Quốc xã bắt đầu tích lũy dần số lượng máy bay, dẫn đến việc vi phạm hòa ước Versailles. Và đến năm 1935 thì sự tồn tại của lực lượng không quân Luftwaffe chính thức được thừa nhận. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, mùa giải đại chiến thế giới lần thứ 2 chính thức mở vòng loại với màn chào sân giữa một bên là phát xít Đức và một bên là Ba Lan. Tiếp nối là sự kiện cả Vương quốc Anh lẫn Pháp quyết định tuyên chiến với Hitler chỉ 2 ngày sau đó. Thời gian đầu của cuộc chiến, Đức Quốc xã liên tiếp giành được những chiến thắng quyết định. Dưới sự chỉ huy của Göring, không quân Luftwaffe đã đè bẹp không quân Ba Lan chỉ trong vòng một tuần. Ngoài ra, lực lượng này còn đóng vai trò quan trọng trong các trận Hà Lan, Bỉ và Pháp trong mùa xuân năm 1940. Sau thắng lợi ở Pháp, Hitler đã trao cho Göring huân chương Đại Thập Tự vì sự lãnh đạo thành công của ông. Trong nghi lễ phòng thống chế 1940, Hitler đã thăng ông ta lên đến cấp bậc thống chế của đế chế Đức Quốc xã. Một cấp hàm đặc biệt giúp ông trở thành sĩ quan cao cấp nhất, cao hơn mọi thống chế trong quân đội. Và quyền lực chỉ đứng sau quốc trưởng mà thôi. Những tưởng sự nghiệp của Göring sẽ theo đà mà tiếp tục thăng tiến không ngừng. Nhưng chính trận không kích nước Anh mùa hè năm 1940 đã đánh dấu những thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của người đàn ông sinh năm 1893 này. Khi Hitler bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào nước Anh, thì vô hiệu hóa không quân Hoàng gia Anh là một phần quan trọng trong kế hoạch. Những đợt ném bom đầu tiên nhắm vào các công trình, các thành phố và các trung tâm công nghiệp trên lãnh thổ Anh quốc. Nhưng sau khi người Anh phản công khiến các thành phố Đức chìm trong biển lửa, thì dù có là người lạc quan thế nào đi chăng nữa, Göring cũng đã bắt đầu tỏ ra bi quan về cơ hội thành công của kế hoạch này. Ông ta tin rằng một màn thắng áp đảo trên bầu trời Anh quốc sẽ là đủ để kết thúc cuộc chiến mà không cần đến một cuộc xâm lăng trực tiếp vào đất liền. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Đức Quốc xã đã thất bại trong trận oanh tạc trên không lớn nhất lịch sử. Kế hoạch xâm lược châu Âu bị hoãn lại và nó chính thức hủy bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 1940. Trong cơn tuyệt vọng, Hermann Göring đã cố gắng đánh bại đối thủ bằng kế hoạch ném bom chiến lược.
Nhưng đến thời điểm cuối năm 1940, tôi chắc chắn một điều là chí khí của người Anh đã không bị lay động bởi cuộc oanh kích đến từ chủ nghĩa phát xít, dù những đợt ném bom vẫn còn tiếp diễn cho đến tháng 5 năm 1941. Và nỗi nhục nhã trên bầu trời Anh quốc chính là phát súng mở màn cho sự suy tàn của đế chế thứ ba trên mọi mặt trận. Bất chấp hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô được ký kết vào năm 1939, Adolf Hitler đã khởi động chiến dịch Barbarossa vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 nhằm xâm lược Liên bang Xô Viết. Ban đầu, Luftwaffe giành được ưu thế với việc phá hủy hàng nghìn máy bay Liên Xô trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. Với đà tiến công như vũ bão của Goering thì gã họa sĩ người Áo và những tham mưu kiệt xuất của ông ta đã đảm bảo chắc chắn về một thắng lợi được định sẵn vào Giáng sinh năm ấy. Họ chủ quan đến nỗi không hề có sự chuẩn bị cho những kế hoạch dự phòng nào cả. Tuy nhiên, đến tháng 7, phát xít Đức chỉ còn 1.000 máy bay hoạt động và số binh lính thiệt mạng đã vượt quá 213.000 người. Phương án được lựa chọn giờ đây là tập trung tấn công vào một điểm duy nhất trên mặt trận rộng lớn, hòng mở đường chiếm lấy Moscow. Và phương án này dường như đã phát huy hiệu quả khi mà Đức Quốc xã đã bắt đầu hái quả ngọt trên mặt trận Smolensk. Nhưng chớ trêu thay, người đàn ông có tính cách khó đoán như Hitler đã bất ngờ ra lệnh cho cụm tập đoàn quân trung tâm dừng cuộc tiến quân đến thủ phủ Moscow và tạm thời chuyển hướng các đơn vị tăng Panzer Bắc và Nam để hỗ trợ cho cuộc bao vây Leningrad và Kiev. Sự trì hoãn này đã cho Hồng quân Liên Xô cơ hội để huy động lực lượng dự bị mới. Đồng thời, việc gặp phải thời tiết khắc nghiệt, thiếu nhiên liệu và vấn đề nguồn cung tiếp tế đã trở thành những nhân tố chính làm phát xít Đức đại bại trong cuộc tấn công Moscow tháng 10 năm 1941. Mặc dù kết quả ra nông nỗi này đều là do ý tưởng siêu việt của quốc trưởng Hitler, nhưng đây vẫn bị coi là một sự thất bại đau đớn của Luftwaffe. Đến thời điểm này, có lẽ nhiều bạn cũng đã tưởng tượng ra lực lượng không quân Đức Quốc xã uể oải dưới sự chỉ huy của đứa con thành Bayern, tưởng chừng như đã hứng đủ thảm họa để có được tấm vé nghỉ dưỡng dài hạn rồi, đúng không? Không hề, điều này sẽ không thể xảy ra khi Luftwaffe vẫn được coi là những chiến binh trên cánh gió, sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới lúc bấy giờ. Và định mệnh đã đặt vào tay họ thêm một cơ hội nữa khi trận Stalingrad bước ngoặt bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 1942 đã được mở màn bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn. Khi trận chiến bắt đầu, ba phương diện quân của Liên Xô đã bao vây và cô lập tập đoàn quân số 6 và một phần tập đoàn quân xe tăng số 4 của quân đội Đức Quốc xã, cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp viện đến từ bên ngoài. Lúc này, sử dụng Luftwaffe chính là giải pháp duy nhất để cứu sống những người lính đang kháng cự quyết liệt giữa vòng vây mà chẳng có hạt cơm nào trong bụng. Goering cam kết không quân có thể cung cấp tối thiểu 300 tấn hàng tiếp tế mỗi ngày cho đội quân đang bị cô lập. Dựa vào những sự bảo đảm này, Hitler ra lệnh không một ai được rút lui mà phải chiến đấu đến người cuối cùng. Mặc dù một số chuyến không vận có thể đã được thực hiện thành công, nhưng theo các nguồn tin mà kiến thức quân sự tiếp cận, thì lượng hàng tiếp tế được giao không bao giờ vượt quá 120 tấn trên ngày. Binh sĩ Đức không còn đạn và thức ăn. 18.000 thương binh không có đồ tiếp tế, không bông băng, không thuốc men. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thét đến từ đầu dây bên kia của điện đài. Cấm đầu hàng. Trận chiến diễn ra dữ dội và đẫm máu. Cả hai bên chiến đấu với lòng dũng cảm và liều lĩnh khó tin trên vùng không người lạnh giá của đống gạch vụn của thành phố. Nhưng chuyện này không kéo dài được lâu. Liên Xô đã cho kẻ thù dũng cảm của họ một cơ hội để đầu hàng. Chỉ huy tập đoàn quân số 6 khi ấy là tổng chế Friedrich Paulus bị giằng co giữa nghĩa vụ phải tuân lệnh lãnh tụ điên rồ và trách nhiệm cứu vớt các binh sĩ còn lại để tránh bị tận diệt. Và rồi vinh quang và nỗi thống khổ khủng khiếp của họ cũng đi đến hồi kết. Những tàn dư còn lại của tập đoàn quân số 6 đã đầu hàng Hồng quân vào tháng 2 năm 1943. Vào lúc này, 91.000 chiến binh Đức, kể cả 24 tướng lĩnh, đói khát, cóng lạnh, trên người đầy những thương tích, tất cả đều mềm mụ, đau khổ, đi khập khiễng trên lớp băng tuyết hướng đến các trại tù binh ở Siberia. Trừ 20.000 quân Rumani và 29.000 thường binh đã được đưa về bằng máy bay, thì đấy là tất cả những gì còn lại của một tập đoàn quân có sĩ số 285.000 người. Chỉ vì Goering không đủ năng lực để tiếp viện thành công
mà 91.000 người mùa đông năm ấy đã phải đi đến chốn giam cầm, và trong số đó chỉ có khoảng 6.000 người sống sót để một lần nữa thấy được tổ quốc của họ. Sau sự kiện này, không những sự tin tưởng của Hitler dành cho ông ta ngày càng đi xuống, mà danh tiếng của vị thống chế quyền lực lại tiếp tục suy giảm khi sức mạnh của những phi đội ném bom của Anh và Mỹ đang ngày một tăng lên. Nước Đức bắt đầu thực hiện những chiến dịch phòng vệ các mục tiêu có nguy cơ bị quân đồng minh tấn công. Vào đầu năm 1944, một số lượng lớn máy bay P-51 Mustang của Mỹ với tầm bay 1.800 dặm đã bắt đầu xuất hiện đi kèm theo những máy bay ném bom. Từ thời điểm đó trở đi, Luftwaffe bắt đầu hứng chịu những thương vong không thể nào đong đếm được. Đến cuối năm 1944, những cuộc giải bom các nhà máy lọc dầu và các tuyến đường sắt của quân đồng minh đã làm tê liệt bộ máy chiến tranh của Đức Quốc xã. Người dân Đức đổ lỗi cho Göring về những thất bại của ông trong việc bảo vệ đất nước. Hitler bắt đầu khai trừ ông ta ra khỏi các hội nghị, nhưng vẫn tiếp tục để Göring giữ vị trí đứng đầu Luftwaffe. Về cơ bản, ông ta đã đánh mất sự tín nhiệm của quốc trưởng. Khi Hồng quân Liên Xô đang ngày một tiến gần đến Berlin, những nỗ lực của Hitler nhằm tạo dựng sự phòng thủ cho thành phố trở nên phù phiếm và vô nghĩa hơn bao giờ hết. Thì vào ngày 22 tháng 4 năm 1945, Hitler có một bài chỉ trích kéo dài nhằm vào các tướng lĩnh. Đó là lần đầu tiên ông thừa nhận công khai rằng nước Đức đã thua trong cuộc chiến và rằng ông sẽ ở lại Berlin cho đến cùng rồi sau đó tự sát. Trước đó vào năm 1941, một tuần sau thời điểm cuộc xâm lược Liên Xô bắt đầu, Chùm phát xít cũng đã ban hành một nghị định, trong đó chỉ định Hermann Göring là người kế nhiệm trong trường hợp ông ta qua đời. Bản nghị định năm 1941 không chỉ nêu rằng Göring là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị thừa kế, mà còn tuyên bố nếu Hitler mất năng lực tự do hành động, thì Göring có toàn quyền tự do thay mặt Hitler với tư cách phụ tá. Những người được triệu tập để xác nhận cơ sở pháp lý của văn bản này đều đồng ý với Göring rằng khi Hitler nhất quyết không chịu rời Berlin, nhất quyết ở lại để chịu chết, rời xa cả quân đội lẫn chính phủ, có nghĩa là Hitler không còn năng lực điều hành. Và bởi vậy, chiều theo bản nghị định, Göring phải có trách nhiệm nhận lấy quyền lực từ Hitler. Với những suy nghĩ đó trong đầu, ngày 23 tháng 4 năm 1945, Göring đã soạn một bức điện với lời lẽ thận trọng, yêu cầu Hitler cho phép ông được tiếp quản ngôi vị lãnh đạo đất nước. Đồng thời nhấn mạnh, nếu Hitler không phản hồi vào lúc 22 giờ đêm hôm đó, ông sẽ coi như Hitler đã thực sự mất đi quyền tự do hành động và sẽ gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đế chế. Cha đẻ của chủ nghĩa phát xít đọc được những dòng này đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Ngay lập tức, ông tước bỏ tất cả mọi chức vụ và ra lệnh quản thúc tại gia đối với kẻ phản bội này. Trong bản di chúc cuối cùng của mình, Hitler đã trục xuất Göring ra khỏi đảng và chính thức bãi bỏ việc chỉ định ông ta làm người kế nhiệm. Đồng thời bổ nhiệm tư lệnh hải quân Karl Dönitz làm tổng thống đế chế và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Và thời điểm Thế chiến thứ hai đang dần khép lại, nhân vật thứ hai của Đức Quốc xã đã đầu hàng quân đội Hoa Kỳ. Ngày 20 tháng 11 năm 1945, phiên tòa lớn nhất lịch sử, tòa án Nuremberg xét xử các tội phạm chiến tranh người Đức trong Đại chiến Thế giới lần 2 do phe đồng minh thắng trận tổ chức và thiết lập chính thức được bắt đầu. Tất cả mọi nhân vật đầu não của chế độ Đức Quốc xã còn sống đều bị điệu ra trước vành móng ngựa. Với những vết nhơ chỉ có thể gột rửa bằng cách tắm dưới suối vàng, thì Göring đã nhanh chóng bị kết án tử hình. Tuy nhiên do không chấp nhận việc phải tuân theo bản án do những kẻ bắt giữ mình áp đặt, nên ông đã tự sát bằng một viên con nhộng có chứa kali cyanua trong đêm 15 tháng 10 năm 1946, trước thời điểm thi hành án. Cũng như những tử tù khác, thi thể của Göring được trưng bày tại địa điểm hành quyết để minh chứng cho việc bản án đã được thi hành. Sau đó, thi thể này được hỏa táng và cho được giải xuống sông Isa. Như vậy, vị thống chế cao cấp nhất của Đức Quốc xã, Hermann Göring, đã kết thúc cuộc đời đầy rẫy những tội ác của mình ở tuổi 53. Các bạn có cảm nghĩ gì về nhân vật vô cùng quyền lực này thì đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Đừng quên like và chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị. Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo của Kiến thức quân sự.